hạng 56kg trẻ, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Bắc Giang, khố đỏ. Nguyễn Văn Huy, Hà Nội, khố xanh, 2 đô và giữa sớm. 2 đô, xe đài. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Hiệp 1 bắt đầu. Ra ngoài rồi. Hai đô vào giữa sới. Trận đấu tiếp tục. Sát sâu nhất. Hai đô đứng giữa sới. Công bố kết quả ở lúc 1 phút 38 giây, hiệp 1, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Bắc Giang thắng cuộc.